tắt điều hòa. Tắt điều hòa giờ là mệt, tập muộn này bọn này nó cũng mệt, thiếu oxy lại tắt điều hòa. Quả đông để pha phòng thủ rất tốt của cô học. Vâng, hiệp đầu thứ nhất bắt đầu. Thạch Văn Tuấn đứng phía gần màn hình giao cầu trước và Quốc Học đứng phía sau màn hình để giao cầu. Và điểm số đầu tiên đã thuộc về Quốc Học. Thì Quốc Học đang là sinh viên của trường Đại học Thể thao Bắc Linh, năm thứ 3. Quốc Học là một trong những vận động viên hiện đang không còn theo tập chuyên nghiệp nhưng rất đam mê. Quốc Học và một số các bạn cùng lớp đã tập luyện rất chăm chỉ vào các buổi trưa khi không có giờ lên lớp. Hiện tại điểm số đang là 5-0 nhưng về Quốc Học. Thạch Văn Tuấn là một vận động viên của đơn vị Hà Nội. Thạch Văn Tuấn là một vận động viên trẻ, cũng được tập luyện khá bài bản tại trung tâm đào tạo vận động viên thành tích cao của đơn vị Hà Nội. Có vẻ như Thạch Văn Tuấn chưa thực sự bắt nhịp vào trận đấu. Điểm số thì Quốc Học đang dẫn với điểm số là 6-0. Đánh cầu đa dạng lắm, cầu đa dạng lắm. Tuấn đánh cầu thuần. Tiếp tục tỷ số 11-5. Cầu ngoài sân. Và để cầu rất hay của Quốc Học. Và phong cầu trong sân. Đây là trận đấu theo đánh giá của chuyên môn là trận đấu rất căng thẳng. Wow, một pha đeo cầu rất chi là hay. Wow, một pha vỗ cầu bắt nhịp với trận đấu hơn. Và chấm cầu rất tốt. 9-14. Cầu tốt. Cầu ngoài sân, một pha hất cầu. Và trượt chân rất đáng tiếc của Quốc Học. Và vô cầu. Trận đấu đang rất chi là căng thẳng. Wow. Quốc Học là người của Phú Thọ. Hay.
cầu ngoài sân rất hay, rất hay, hay quá. Vâng. Một pha để cầu rất tốt của Quốc Học. Hay quá. Wow. Liệu Thạch Văn Tuấn có thể gỡ lại một điểm nữa không? Wow! Để ăn được điểm này không? Wow! Căng thẳng. Không. Rất bình tĩnh. Rất hay. Tỷ số là 21 đều. Liệu Thạch có tôi cởi ăn điểm không? Người lại xin mọi người một phút để quảng cáo ạ. Tại vì trên tay Hùng đây đang cầm, đây là bó bắp chân hai loại, đây là loại thường và đây là loại cao cấp. Đấy, thì chúng ta hãy xem một chút về sản phẩm. Đây đây, bó bắp chân loại thường. Bó bắp chân loại thường thì cái loại này thì nó có một đặc điểm, đó là cái độ dao nó sẽ bị hơi bị dao nhiều hơn cái loại kia. Đây là phía trong thì mọi người có thể như thấy cái sợi dài trắng này nó giống như kiểu sợi cao su có dán ấy, nó là cái sợi kiểu dệt nhưng mà nó có độ đàn hồi rất là cao. Nó giúp chúng ta rất là mút chân. Đường may phía trong thì nhìn nó có vẻ không được đẹp mắt, thực ra phía trong thì không quan trọng, quan trọng phía ngoài. Đấy, đó cái chỉ trắng này, chỉ co giãn thì nó giúp bó bắp chân co giãn rất tốt, nhưng mà dùng một thời gian thì cái này nó hơi bị dao. Đấy, nó bó chân rất là chắc. Thì bó bắp chân, Hùng giới thiệu chút bó bắp chân thì mọi người có thể nhìn thấy các vận động viên chuyên nghiệp trên thế giới và vận động viên của Việt Nam thì cũng sử dụng rất là nhiều. Tại sao người ta sử dụng ạ? Bó bắp chân nó sẽ giúp cho chúng ta chống căng cơ, chống chuột rút, là hạn chế chuột rút rất là nhiều, đặc biệt là cho những vận động viên đánh đơn hoặc những vận động viên đánh đôi mà hay đánh giải, đánh căng. Thì đeo bó bắp chân sẽ hỗ trợ cho chân rất nhiều, cùng với đó là nó hỗ trợ tăng tốc độ di chuyển khoảng 5-10%, chúng ta sẽ chạy và di chuyển nhanh hơn ạ. Đấy, thì đây là loại thường. Còn loại cao cấp thì đây ạ, loại thường thì nó có hai màu, cả màu này nữa. Thì Hùng lấy ra cho mọi người xem luôn. Đây, loại thường nó có hai màu, mọi người thích sự trẻ trung năng động thì có thể lấy màu xanh lúc nãy, còn không thì lấy màu đen này. Cũng rất là nhiều vận động viên, ví dụ như bạn Kiên của bạn thằng không phải Kiên gì của Bộ Công an ấy, nó cũng mua cái này của Hùng, hoặc là vận động viên Anh Luân của đội tuyển cầu lông Hải Phòng thì cũng đã mua cái bó bắp này của bên Hùng. Mọi người xem anh thi đấu nhiều giải cũng có thể thấy anh đeo loại này. Thì cái này tiết kiệm chi phí chứ không bán 120, nhưng bây giờ thì quyết định bán 100, bán rẻ hơn cho anh em. Và tiếp theo anh em mà muốn cái sản phẩm chất lượng hơn, mà có điều kiện mua sản phẩm chất lượng hơn thì Hùng khuyên mọi người lên mua loại cao cấp này. Hùng cũng đang dùng loại cao cấp này. Đấy, loại cao cấp nhìn có vẻ to hơn nhưng thực ra nó ôm chân rất là chắc, nhìn nó đẹp hơn, màu sắc các thứ nó đẹp hơn, nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Đấy, chất liệu của nó, chất liệu có giãn cũng xịn sò hơn rất là nhiều. Và Hùng cùng lột phía trong mọi người xem. Cái này thì 190.000 một đôi nha mọi người. Đấy, loại này nó đắt hơn khá nhiều, như là gần gấp đôi rồi. Đấy, thì chất liệu vải có giãn bên trong là chất liệu rất là xịn.
có đường các hạt silicon ở trên này nó giữ bị không bị trượt này mọi người. Đeo cái này rất mút chân, đeo cái này dù sao vẫn sướng cái này kia. Cái kia thì đeo một thời gian nó sẽ hơi bị rão, bị sùn, cái này gần như là không rão mấy, gần như là không rão mấy, rão rất ít mọi người ạ. Đấy. Thì bó bắp chân giúp chúng ta chống căng cơ, giúp tăng tốc độ di chuyển của người đó. Thực ra đeo bó bắp chân Hùng thích nhất là đeo nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là chuyên nghiệp và tăng sự tự tin của mọi người, của mình trong khi mà chơi cầu ấy. Hùng nói thật, nhìn nó rất là chuyên nghiệp và khi mà đánh cầu mình ra sân mình đã thấy nó cộng thêm phần tự tin cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúng ta lại tiếp tục xem video thôi ạ. Chúng ta tiếp tục đến với set đấu thứ hai. Cầu không qua lưới. Hai. Thầy Quang Tuấn đang phê lắm rồi đấy. Wow. Cầu ngoài sân. Cầu trong sân. Cầu ngoài sân. Hãy
Một pha đánh cầu có qua lưới. Tỷ số là 15-15. Một pha đánh cầu rất tốt của Thạch Văn Tuấn. Pha đánh cầu ngoài sân. Cầu trong sân 20-18. Và đánh cầu rất tốt của Quốc Học. Thank you.
Hello mọi người, lại thì Hùng lại xin mọi người vài phút để quảng cáo một chút ạ. Trên tay Hùng thì đang cầm một quyển giáo trình cầu lông. Cái này rất thích hợp cho anh em nào mới chơi cầu lông, muốn tìm hiểu về kỹ thuật, chiến thuật cũng như là cách rèn luyện, tâm lý, thể lực, tốc độ, vân vân trong thi đấu cầu lông. Cái này bao gồm tất cả những kiến thức căn bản nhất cho người chơi cầu lông. Và anh em nào muốn nghiên cứu thêm về chiến thuật cầu lông cũng có thể xem cuốn sách này, có rất nhiều các chiến thuật trong đánh đơn và đánh đôi ạ. Cuốn sách này dày 467 trang và giá bán trên thị trường thì nó rơi vào khoảng nó rơi vào 139-140 nghìn tại Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh, nhưng mà Hùng nhập được giá tốt, nhập số lượng nhiều. Anh em có nhu cầu Hùng sẽ bán rẻ cho mọi người thôi, dưới 100 nghìn một cuốn thôi. Đấy, mọi người liên hệ Hùng để tham khảo xem, đọc sách biết đâu chúng ta ngộ ra điều gì, đặc biệt là về tư duy cầu lông. Đấy, ngoài ra thì đây có cái giữ kính. Cái này thì Hùng không bán, nên bản thân Hùng là một người cận, mọi người có thể nhìn thấy thì khi mà chơi cầu lông chúng ta không đeo kính thì chúng ta không đánh được. Hùng đã nhiều lần thử bỏ kính ra rồi, nhưng nhiều khi cầu bay vào mặt cũng chả biết. Đấy thì cái giữ kính này thì Hùng sẽ tặng cho những ai mua hàng ủng hộ Hùng thôi. Nhưng mà anh em phải nói nhá, anh em nào bị cận thôi, chứ anh em không bị cận thì không nên xin, tại vì Hùng cũng không có nhiều lắm đâu. Đây thì nói như này, thì khi mà sử dụng thì chúng ta chỉ cần, nó là cao su mà, chúng ta chỉ cần xỏ nó vào kính như này thôi. Đó, và chúng ta ấy vào nó đằng sau tai, nó sẽ giữ rất tốt. Như Hùng thì lúc nào Hùng đi đánh cầu hay là Hùng đi chạy bộ các thứ vận động thì Hùng đều phải đeo cái giữ kính này hết, bởi vì nếu không kính nó sẽ bị tuột và khó chịu. Khi mà nhiều khi mình nhảy nó đập, nó mẹ tụt kính xuống như này thì cuối cùng là nói chả ra gì. Đấy thì cảm ơn mọi người, và chúng ta lại tiếp tục xem trận đấu đấy ạ. Tỷ số đang là 1-1. Thạch Tuấn ơi. Bây giờ tính 1m15 anh, tính 1m15 anh bắn thỏa mãn, tính 1m15 anh bắn thỏa mãn. Mà anh đơn nó đứng ở phía sân nó bắn, mấy anh đơn nó lại bắn bắt luật 1m15 bắn thỏa mãn. Cái quả phát đấy bắt tấn công bắn mặt. Đơn thỏa mãn, đơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nếu mà thế thì bọn ấy nó số đón giá thế, tính một chiều đúng không vậy? Tính một chiều thì anh đi taxi cũng là đắt. Wow! Mười lăm mười hai. Ngoài để 17-16 cầu ngoài sân điểm 19-17.
Quyết ơi. Xong chưa? Xong chưa? Liệu xong chưa? Quyết. Như vậy là Quốc học đã thắng với tỷ số 2-1. Tỷ số